Lại nữa, này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời dạ ma, dùng văn tuệ biết cõi ấy có trụ xứ tên là Vân Xứ Du Hành. Do những nghiệp gì mà chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết người có tâm ngay thật, tin tam bảo, không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm. Dù thấy người nữ vẫn không sinh tâm dục, không nghĩ đến dục, bỏ tâm dục, chẳng phân biệt như bỏ chất độc. Sau khi chết, vị ấy sinh lên cõi này. Ở đây, thân thể sáng rực như mặt trời, thọ hưởng diệu lạc, cảnh giới không gì sánh bằng. Vừa sinh ra, vị ấy đã vui mừng tự nghĩ, vì sao có một mình ta ở đây? Nghĩ vậy, thiên tử liền thấy thiên nữ ở dưới gốc cây. Trên cành cây có nhiều linh báu phát ra tiếng hay. Mặt đất sáng rực như màu lửa, vàng, pha lê. Có vô số hoa sen đẹp, khắp nơi cây cối mềm mại, chim hót rất hay. Thiên nữ vui chơi thọ lạc trong rừng. Thiên tử vừa nghĩ, trong rừng biến ra đủ thứ trang sức. Trang sức vòng hoa trên đầu, thân mặc áo đẹp đủ màu. Đến chỗ thiên tử bao quanh ca hát rất hay, yêu thương thiên tử. Cùng thiên tử vui đùa, tấu âm nhạc. Thiên nữ ấy bày đủ các trò chơi, cùng vui đùa với thiên tử. Thiên tử ấy chưa từng thấy những thiên nữ này, nên khi thấy được tự nghĩ, đây là người gì, ở đâu đến, thuộc sở hữu của ai, vì ai mà đến. Những thiên nữ này trang sức xinh đẹp, tay cầm các nhạc cụ. Xin nói một ví dụ nhỏ, dù là tiếng ca của các thiên nữ cõi trời tam thập tam cũng không sánh kịp. Huống gì cõi có đủ ba thứ công đức được quả của vô lượng nghiệp thiện. Tiếng ca thiên nữ cõi dạ ma hay hơn thiên nữ cõi trời tam thập tam. Mọi sắc đẹp, thế lực, hình tướng tiếng ca, hoang lạc, vườn rừng, ao hồ, thức ăn, nhà cửa, nơi vui chơi đều hơn. Cứ thế, mọi thứ ở đây hơn cả cõi trời tha hóa tự tại. Vì sao? Vì nghiệp quả nặng, giới tâm thanh tịnh không nhơ. Các thiên nữ cõi dạ ma có đủ mọi thứ không ai sánh bằng. Cõi này có hai lỗi, dục lạc, vô thường. Chỉ nói được một phần nhỏ về diệu lạc thôi. Nếu những kẻ ngu si thọ trì giới cấm, hy vọng cảnh giới nên nghĩ, con xin giữ giới, mong được sinh lên trời, để chuyển tâm họ, ta nói về vô thường, bị thoái đọa và ân ái chia lìa. Vì sao có những lỗi ấy? Vì nếu có một chút tâm mong cầu cảnh giới thì mất hết pháp lành. Trong các hữu không chỗ gì là thường, chúng nương dựa nhau không gì là thường còn, không biến đổi, không bị hư hoại. Tất cả đều do sự phân biệt, vì thế nên nói quả báo cõi trời không phải chỗ đáng yêu. Lúc ấy, các thiên nữ vây quanh thiên tử mới sinh, ca múa vui chơi hưởng lạc. Vì chưa được thấy họ, nên thiên tử suy nghĩ, những người này thuộc sở hữu của ai mà đến gần ta? Nhờ nghiệp thiện, thiên nữ biết được tâm niệm của thiên tử, liền trả lời, thiên tử là chủ của chúng tôi, vì sao thiên tử không trò chuyện với chúng tôi? Thiên tử là chồng của chúng tôi sẽ cung phụng mọi thứ cần thiết để thiên tử thọ hưởng dục lạc. Nghe vậy, thiên tử nói, nếu các ngươi thuộc sở hữu của ta thì hãy đến đây. Vì sao? Vì cõi trời này là nơi thọ lạc. Người sinh lên cõi này thì thọ lạc ở đây. Thiên nữ liền cùng thiên tử thọ hưởng dục lạc. Thiên nữ lại nói, chúng tôi cùng thiên tử sẽ dạo chơi khắp khu vườn này. Ở đây có nhiều thiên chúng, tha hồ nhìn ngắm mọi thứ đáng yêu, nghe tiếng chim hót, sông suối ao sen, trăm ngàn ngọn núi cao bằng bảy báu sáng rực. Trên núi có nhiều chim, dưới có nhiều ao, đầy đủ những công đức như vậy. Chúng tôi cùng thiên tử đi chơi thọ lạc. Nghe vậy, thiên tử mới xin nói với thiên nữ, ta sẽ chiều ý các ngươi. Nói xong, thiên tử đứng lên,
cùng thiên nữ vào rừng. Các thiên nữ cầm nhạc cụ cùng dạo chơi với thiên tử. Họ đang vui chơi thì gặp thiên tử. Thiên nữ khác cũng dạo chơi. Hai thiên tử gặp nhau, yêu thương nhau, cùng nhau trò chuyện. Các thiên nữ cũng thế. Sau đó, họ lại đến rừng Hí Lạc. Rừng này rộng 3.000 do tuần, có vô số 100.000 na do tha, thiên chúng chẳng khác gì rừng hoan hỷ. Rừng này có đầy đủ mọi công đức, đủ các chỗ để chư thiên vui chơi, nên gọi là rừng Hí Lạc. Hai thiên tử lần đầu tiên thấy nghe những cảnh giới đó nên rất vui mừng, biểu lộ ra ánh mắt, sắc mặt. Thiên tử mới sinh cùng các thiên nữ nói với thiên tử kia: chúng tôi chưa từng thấy như vậy. Sau đó từng cặp thiên tử, thiên nữ đội vòng hoa trời, xoa thân bằng hương chiên đàn, ngồi trong cung điện trời, bay lên hư không, cùng ca múa, vui chơi, cùng nhau đến chỗ thiên vương Mau Tu Lâu Đà. Lúc ấy, cũng có thiên tử và thiên nữ khác cầm hoa sen, ngồi trên điện, bay lên hư không, ca múa, vui chơi, đến chỗ thiên vương Mau Tu Lâu Đà. Có những thiên tử làm được những việc rất vi tế, tay cầm đàn không hầu, xuyên qua 100.000 ngọn núi, không hề bị chướng ngại, cùng thiên nữ ca múa vui chơi đến chỗ thiên vương Mau Tu Lâu Đà. Lại có chư thiên ở trong hư không, rải hoa trời, cùng thiên nữ ca múa vui chơi đến chỗ thiên vương Mau Tu Lâu Đà. Thiên tử mới sinh thấy hết mọi sự khác biệt, cũng cùng nhau đi đến đó. Vô số chư thiên đều dùng lời hay thăm hỏi thiên tử ấy. Lúc đó, thiên tử mới sinh thấy ở xa có ánh sáng rực rỡ hơn cả 100.000 mặt trời mà những hàng phàm phu không sao thấy được. Lại nghe âm thanh có đủ 4 tính cách hợp nhau, rõ ràng, hòa hợp, như nhau. Nghe vậy, thiên tử mới sinh vui mừng hỏi các thiên nữ: hôm nay ta thấy được nơi thù thắng có ánh sáng lớn, tiếng hay bình đẳng, hòa hợp, vui nhộn. Vì sao? Thiên nữ đáp: đó là nơi thiên vương dạ ma đang thọ lạc. Ở đó có vô số 100.000 thiên chúng. Thiên nữ cùng ca ngợi giống như cõi đâu xuất, nơi thiên vương tịch tỉnh hưởng lạc. Nghe vậy, thiên tử mới sinh ngạc nhiên tự nghĩ: trừ cõi mà thiên vương tịch tỉnh thọ lạc ra, còn nơi nào như vậy nữa không? Sau đó thiên tử hỏi thiên nữ: tịch tỉnh là ai, ở đâu? Ta sẽ đến đó gặp vị ấy. Nghe vậy, thiên nữ suy nghĩ: vị này mới thọ sinh, không biết thế lực lớn nên nói như vậy. Thiên tử nói: tôi đã thấy tịch tỉnh, cõi Đau Xuất Đà ở trên cõi ta. Cõi ấy hơn gấp 100.000 lần cõi chúng ta. Tất cả diệu lạc, nghiệp quả cõi ấy đều hơn. Oai đức thế lực cõi ấy cũng hơn cõi dạ ma. Chư thiên phàm tục không thể đến đó được vì không phải cảnh giới của họ. Tất cả những thứ ở cõi ấy đều hơn cõi ta. Nếu thiên tử có đủ phước đức, thần thông lớn thì có thể đến đó, chư thiên khác không thể đến được. Bấy giờ, thiên tử mới sinh tự nghĩ: diệu lạc của cõi trời ấy hơn diệu lạc của cõi dạ ma. Bất chợt tâm tán loạn, vị ấy tham ái dục lạc của cảnh giới, quan sát thấy hết những diệu lạc mà thiên chúng các cõi thọ hưởng. Thiên tử tuần tự đi khắp mọi nơi, dần dần đến cõi dạ ma của thiên chủ Mau Tu Lâu Đà. Ở đó, 100.000 thiên chúng vây quanh thiên vương Mau Tu Lâu Đà. 100.000 thiên nữ tay cầm hoa sen, cung phụng mọi vật. Sắc thân thiên vương không ai sánh bằng, oai đức rực rỡ, đầy đủ công đức. Ánh sáng của thiên vương vượt hơn ánh sáng nơi tất cả thiên chúng, ví như mặt trăng sáng hơn tất cả các ngôi sao xung quanh. Thiên vương dạ ma cũng thế, oai đức thù thắng, ngồi trên tòa sư tử, mềm mịn không dệt bằng tơ, toàn bằng ngọc báu xinh đẹp. Hình dáng y phục oai đức rực rỡ, tha hồ thọ hưởng hoan lạc dục vọng, trò chơi
tiếng hát không có cõi nào hơn. Công đức cõi Dạ Ma vượt hơn Thiên Vương Đế Thích. Thiên Vương Màu Tù Lâu Đà, cõi Dạ Ma có 50 vòng ánh sáng từ thân phóng ra rực rỡ. Ánh sáng từ hai vai Đế Thích phóng ra không bằng ánh sáng này. Nhờ nghiệp thiện, 6 căn của Thiên Vương cõi Dạ Ma đều hòa hợp vượt 100.000 lần công đức của Đế Thích. Sự thù thắng về sắc thân, cảnh giới diệu lạc của Thiên Vương cõi Dạ Ma không ai sánh bằng, không thể ví dụ được. Các thiên chúng quyến thuộc của Thiên Vương có công đức kém cỏi cũng đã hơn Đế Thích, huống gì là Thiên Vương oai đức thù thắng. Trong ngoài thanh tịnh như vậy, làm sao ví dụ được? Thấy oai đức diệu lạc của mình thua xa 100.000 lần Thiên Vương Mau Tu Lâu Đà, thiên tử mới sinh tự quán thân mình, biết nhờ thực hành nghiệp thiện thù thắng nên được thân Mau Tu Lâu Đà tối thượng như vậy. Thiên Vương này oai đức đã tối thượng như vậy, huống gì là Thiên Vương Tịch Tỉnh mà ta đã nghe. Oai đức lại hơn cả Thiên Vương Mau Tu Lâu Đà. Nhờ nghiệp thiện bậc thượng mà dần dần thù diệu như thế. Suy nghĩ một lát, thiền tử mới sinh lại nghe được tiếng ca, tiếp tục hướng về phía trước đến chỗ Mau Tu Lâu Đà. Xung quanh Thiên Vương Mau Tu Lâu Đà có 7.000 thiên nữ xinh đẹp, dịu dàng, đủ oai đức, tiếng nói êm dịu, đang gần gũi ca múa vui chơi. Còn những thiên nữ ở xa xa thì không sao đến được. Họ cùng nhau vui chơi, uống rượu trời, cùng yêu mến nhau. Thấy Thiên Vương Mau Tu Lâu Đà cùng thọ lạc với mình, các thiên nữ đều nghĩ, Thiên Vương chỉ yêu mình ta, không yêu ai cả. Gần ta thì vui, không gần người nữ khác. Dục lạc của ta nhiều hơn, những người nữ khác không như vậy. Dục vọng cõi Dạ Ma chỉ cần nói mà không cần giao hợp. Các thiên nữ đều nghĩ như vậy, đều cho rằng Mau Tu Lâu Đà chỉ yêu riêng mình. Đến gần Thiên Vương Mau Tu Lâu Đà, thiên tử mới sinh lại thấy vô số 100.000 thiên chúng vây quanh. Thiên Vương dùng lời hay điều phục thiên chúng. Thiên Vương biết tất cả thiên chúng, dù là người cũ hay người mới sinh. Thấy thiên tử mới sinh, Thiên Vương chăm chú nhìn. Chư thiên trú ở chúng cũ nói với thiên tử mới sinh, Đại Vương đang nhìn ngươi, sao ngươi không quỳ lại? Nghe vậy, thiên tử mới sinh liền quỳ xuống. Thấy thiên tử mới sinh quỳ lại, Thiên Vương Mau Tu Lâu Đà nói, Đại Tiên, ông mới sinh lên cõi Dạ Ma, ông có thể ở đây thọ hưởng diệu lạc tối thượng. Ông nhờ tu hành 3 nghiệp thiện mà được sinh lên đây. Từ đây về sau, ông ở đây thọ hưởng dục lạc theo nghiệp của mình, đừng sống phóng dật. Thiên Vương liền nói kệ, này thiên tử mới sinh, nếu tham đắm dục lạc so với khổ thoái đọa chẳng bằng phần 16, vui ít lo sợ nhiều, luôn mê hoặc trượng phu, như thành càng thác bà, dục lạc cũng như vậy. Dục lạc độc ác nhất, hãm hại các chúng sinh. Vì vậy người có trí, không tin nơi dục. Nghe Thiên Vương Mau Tu Lâu Đà dạy như vậy, thiên tử mới sinh thưa, thật đúng như vậy, thưa Thiên Vương, lúc đầu tôi không biết tội lỗi của cõi trời, không biết cõi trời thực hành pháp nào. Như những gì chư thiên khác làm, tôi cũng làm vậy mà không hay biết. Lúc ấy, Thiên Vương lại nói kệ, cho đến lúc lâm chung, không có được bạn bè, chết rồi qua cõi khác, cũng chẳng người đi theo, chúng sinh tâm khác nhau, biết bao là tâm dục, do những nghiệp khác nhau, trói buộc trong sinh tử, ngay cả lúc vừa sinh, đã lệ thuộc thần chết. Vì ngu si lắp tâm nên không biết lo sợ. Đến khi bị thoái đọa, cảnh giới cũng không còn. Vì ngu si chẳng biết, khổ chết thật đáng sợ. Vui thích lại buông lung,
luôn chịu sự sinh tử. Kẻ ngu không hiểu biết, cảnh giới gạt chư thiên. Rắn cảnh giới hay cắn, tham cảnh giới nên si. Chư thiên luôn mê muội, thoái đọa mới lo sợ. Khổ sinh là lớn nhất, khổ thoái đọa chẳng bằng. Như vậy chỉ chư thiên mới chịu khổ sinh ấy. Bị gió nghiệp thổi tạt, luân hồi chịu khổ đau. Trượng phu lúc sắp chết, tâm cuồng không tự chủ. Không thể nhờ cha mẹ, thân thuộc hay bạn bè. Nếu thần chết gõ cửa, không một người đồng hành. Bản tánh họ mê mờ, nên không có bạn bè. Chỉ có tâm ý ác, luôn luôn dối gạt nhau. Không bạn bè thân thuộc có thể cứu được mình. Lúc thần chết gõ cửa, thân thuộc như người dân. Ai thấy chỉ một mình vẫn thọ hưởng dục lạc. Thần chết có sức mạnh cướp đoạt hết an lạc. Cảnh giới mê hoặc tâm luôn bị dục sai khiến. Tuy chưa biết khổ đau nhưng nhất định phải khổ. Hiền vương Mau Tu Lâu Đà dạy pháp chân thật cho thiên tử mới sinh. Nghe vậy, thiên tử mới sinh chán ngán, nhưng chỉ trong chốc lát lại tham đắm dục lạc, ca múa vui chơi. Tất cả kẻ phàm phu ngu si vì tâm vô thường, không kiên định, vì sức mạnh dục lạc che lấp tâm, bị tham ái sai khiến nên tâm càng tán loạn. Vì vậy chư thiên phóng dật không nhớ được một phát lành nhỏ. Lúc ấy, thiên tử mới sinh ở chỗ thiên vương Mau Tu Lâu Đà cùng quyến thuộc vui chơi ca múa, thọ hưởng công đức của năm dục và cảnh giới dục lạc, rồi theo đường cũ trở về bản xứ. Về đến nơi, họ lại vui chơi hưởng lạc. Đi đến quảng điện, cung điện ấy rất đáng yêu, này xin nói rõ. Bên trong có 20 na do tha, phòng đủ các màu sắc hình dạng khác nhau. Ánh sáng vật báu rực rỡ, ở đó có nhiều thiên chúng, thiên nữ, họ muốn gì cũng được, thiên tử muốn gì được nấy. Có đủ màu sắc hình tướng, ao hoa, vườn rừng, chim chóc xinh đẹp, núi bảy báu. Nhờ nghiệp thiện, khi chư thiên muốn dạo chơi, thì cung điện, vườn rừng, ao hoa, cây cối đều bay lên hư không như chim. Nếu thiên tử nghĩ, cung điện này bay đi thì vui lắm. Ngay lúc đó, cung điện bay lên hư không. Nếu thiên tử muốn ăn uống, thì có dòng sông ăn uống, đủ mọi thứ thơm ngon đẹp. Đó là do nghiệp thiện của thiên tử. Nếu không có nghiệp thiện, thì không có việc này. Nếu thiên tử muốn điện này rộng ra 100 do tuần, thì ngay lúc đó có đủ vô số dòng sông, ao sen, hang núi, phòng ốc, vườn cảnh rộng ra. Thấy vậy, thiên tử vui mừng ở đây vui chơi, cùng chư thiên thọ hưởng dục lạc. Lại muốn chư thiên và thiên vương cõi dạ ma cùng đến đây vui chơi hưởng lạc. Chư thiên ấy có vị cởi thiên nga, có vị cởi chim khổng tước, có vị cởi những chim khác mà họ nuôi. Có vị ngồi trên hoa, trên vịt trời, trên lưng chim uyên ương, chim mạn mạn. Có vị ngồi trên cây, họ cùng các thiên nữ xinh đẹp trang sức vòng hoa vui vẻ, nô đùa hưởng lạc. Các thiên nữ khen ngợi bay lên hư không đi đến cõi này. Đến nơi, họ cùng vui chơi thọ lạc, sống buông lung, tâm không kiên định. Thấy chư thiên phóng dật, thiên vương Mau Tu Lâu Đà quan sát sự phóng dật, tự nghĩ: ta phải dùng phương cách nào để tạo lợi ích, an lạc cho chư thiên phóng dật? Thiên vương Mau Tu Lâu Đà lại suy xét kỹ: ta nên cùng những người chứng quả Tu Đà Hoàng đến đó cùng bàn luận có pháp lành nào để điều phục những thiên chúng cõi phân du hành tham dục phóng dật, để cả hai đều được lợi ích, để ta và họ đều trừ bỏ tội lỗi. Ta là bạn lành thuyết pháp lợi ích cho họ, là thiện tri thức. Nếu dạy họ làm ác thì là kẻ thù, là hung tập nghiệp ác địa ngục. Bàn luận xong, thiên vương Mau Tu Lâu Đà cùng những vị tu chứng Tu Đà Hoàng
dùng sức thần thông hóa ra cung điện đẹp, rồi cùng lên đó đi đến chỗ chư thiên. Điện ấy có đủ sông suối, ao hồ, cây cối xinh đẹp, mà cõi phân du hành không bằng 1%, 1/1000. Vì sao? Vì sức nghiệp thiện. Trong cõi Dạ Ma, nghiệp thiện của Thiên Vương Mau Tu Lâu Đà là hơn hết. Nghiệp thiện thù thắng, nên thần thông cũng thù thắng. Vì vậy điện này sáng sáng rực hơn điện của chư thiên cõi Dạ Ma. Ví như mặt trời, mọi thứ không sao sánh được. Điện đó xinh đẹp nhất, không có điện nào sánh kịp. Điện đó có đủ công đức, Thiên Vương bay lên hư không, hướng đến cõi phân du hành, hoan lạc đầy đủ. Những thiên tử chứng tu đà hoàng cũng đến đó. Vì chư thiên chứng tu đà hoàng là những người ít phóng dật nên đến đó được. Thấy Thiên Vương Mau Tu Lâu Đà, thiên tử phóng dật sinh tâm kính trọng, cùng 100.000 thiên chúng ra nghênh đón. Đến nơi, Thiên Vương Mau Tu Lâu Đà dùng thần lực biến hóa làm cho chư thiên đến đón đều ở trong điện của mình, nhưng họ không nhìn thấy nhau, chỉ thấy riêng mình gần gũi Thiên Vương. Họ không còn nghe tiếng nhạc, không thấy sắc đẹp. Nhờ sức thần thông nên chư thiên đều nghĩ, chỉ có ta ở đây, chư thiên khác luôn cùng ta vui chơi, giờ ở đâu? Họ không thấy ai cả. Do vậy, mỗi thiên tử đều đi đến chỗ Thiên Vương Mau Tu Lâu Đà. Họ chỉ thấy Thiên Vương và những vị chứng quả Tu Đà Hoàng mà không thấy chư thiên khác. Các thiên tử đều ngạc nhiên lo sợ, thưa với Thiên Vương, sao chỉ mình tôi ở đây, những thiên tử khác ở đâu? Thiên Vương nói, những thiên tử đó vì sống phóng dật, nên khi nghiệp hết, họ bị thoái đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hoặc sinh làm người. Chư thiên vì phóng dật, nên bị phóng dật phá hoại, bị tham ái nơi cảnh giới hủy hoại. Vì tham theo công đức của năm dục, tâm bị lửa cảnh giới phân biệt thiêu đốt. Từ lửa tâm sinh ra lửa này, bị gió nghiệp thổi, vì không biết chán dục lạc của quảng điện, nên bị năm ngọn lửa thiêu đốt, còn bị lửa địa ngục thiêu đốt, chịu các khổ não. Vì bị tâm dối gạt, nên sau khi chết sinh vào địa ngục. Trong các tội lỗi, tội phóng dật là hơn hết. Vì sao? Vì tội phóng dật làm mất các pháp lành. Chư thiên ngu si ấy bị tâm dối gạt, sau phải hối hận. Nghe Thiên Vương dạy thế, các thiên tử ấy đều chán ngán, lo sợ thưa. Thưa Thiên Vương, vì sao chỉ trong chốc lát mà các thiên tử bị thoái đọa? Việc này chưa bao giờ có làm cho cõi phân du hành đều trống rỗng, hoặc là đau khổ. Có cách nào để chúng tôi không bị thoái đọa, không khổ não và đau khổ vì ân ái xa lìa, không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh? Thiên Vương Mau Tu Lâu Đà nói kệ: kẻ sống trong phóng dật, không thấy bậc hiền thiện, như dùi băng lấy lửa, chắc chắn không có được. Không nhân thì không quả, không nhân sao có quả. Phóng dật mong được phước, chẳng bao giờ có được. Do phóng dật phá hoại, tất cả các thiên tử ngu si mất nghiệp lành, đọa vào các cõi ác. Cũng chính vì ngu si nên tham ái dục lạc, sau chịu mọi khổ não lại sinh tâm hối hận, bị cảnh giới lường gạt và lửa dục thiêu đốt, không được đạo tịch tỉnh, nơi an lạc thượng diệu. Dục lạc ở thế gian do tham ái sinh khởi, không bằng được 1/1 trong 16 lạc này. Đạo tịch tỉnh sinh khởi, bạch pháp thoát sinh tử, ái hết là vui nhất, được diệu lạc bất thoái. Không lo sợ biết đủ, hành giả chẳng mong cầu, diệu lạc thiền định này không lạc nào sánh kịp. Ai không bị ái buộc, không bị si phá hoại, người này qua biển hữu, luôn hưởng được diệu lạc. Tâm tham đắm dục vọng thì không được diệu lạc, đó là nỗi khổ đau,
đi vào chốn địa ngục, luôn bị lưới nghiệp nhốt, dắt dẫn đến cõi ác, không có ai cứu được để thoát khỏi khổ này. Xem các pháp xưa nay, do nghiệp có sinh tử, xưa nay đều như vậy, do nghiệp nhân có quả. Vì si nên tham dục, cho đến lúc thoái đọa, chịu khổ lớn sinh tử mà không hề hay biết. Vì ngu si che lấp, thọ lạc không biết đủ, chính vì không biết đủ nên luôn bị hủy hoại. Chẳng phải trước giữa sau, không đời này đời khác, luôn huân tập dục vọng, vô minh nên trôi nổi. Khi nghiệp thiện đã hết, phải rời khỏi chốn này, nuốt nhầm độc phóng dật, ngu si không biết gì. Thân này luôn thay đổi, vì ngu nên không biết, sau đến lúc thoái đọa mới biết được khổ đau. Những ai lo sợ khổ và lo sợ thần chết, hãy nghĩ nhớ chánh pháp, như thế sẽ được vui. Nghe vậy, các thiên tử tạm thời bỏ phóng dật lại thưa. Tất cả chư thiên chỉ trong chốc lát lại bị phá hoại tổn thất hết sao? Xin ngài hãy nói sự thật. Thiên vương Mau Tu Lâu Đà nói, như nghiệp mà đến thì khi nghiệp thiện hết phải ra đi, tất cả nghiệp đều chắc chắn như vậy. Tất cả chúng sinh khi xa lìa nhau đều phải khổ, ba thứ già bệnh chết luôn tương đối nhau, thân mạng thường bệnh hoạn. Dù là cõi trời cõi người, nhưng nếu tâm không phóng dật, không sống phóng dật thì biết rõ ba thứ đáng sợ ấy. Với ba thứ này, vì phóng dật nên làm cho chư thiên bị thoái đọa. Nếu lúc chưa chết siêng năng tìm mọi cách tu tập ba thứ thí, giới, trí thì trừ diệt được ba thứ đáng sợ kia. Mọi sự phân biệt luôn luôn bám theo, nếu không lo sợ thì lúc chết sắc mặt, miệng, các căn dần dần hư hoại, khô cằn, bỏ lại bạn bè, anh em, vợ con. Lúc ấy bị lửa ái biệt ly thiêu đốt, chịu khổ chết. Tất cả chư thiên luôn tham đắm dục lạc trước mắt, ca múa vui chơi, thọ lạc trong vườn cảnh, chạy theo cảnh giới như gặp bạn thân, thầy tốt, không hiểu hậu quả. Về sau, lửa hối hận thiêu đốt mới nghĩ, vì sao ta không tạo nghiệp lành, không bố thí, trì giới, không tu tập trí tuệ? Vì phóng dật nên giờ đây ta cô độc, bị thần chết bắt đi, xa lánh bà con anh em, xa nơi đáng yêu thương, có đủ an lạc. Về sau phải hối hận, phóng dật phá hoại chư thiên, vì vậy lúc thần chết chưa đến, các ông hãy từ bỏ phóng dật, đừng sống phóng dật sẽ được an ổn. Đến lúc chết không bị lửa hối hận thiêu đốt, đó là đạo an ổn nhất. Tất cả nhờ tu tập thí, giới, trí mà thoát được suy não, đó là người bạn dũng mãnh cứu thoát. Khi thần chết đến, không ai tránh khỏi, không ai ngăn cản được sự hủy hoại của thần chết. Thần chết tước đoạt mạng sống của chúng sinh, cỡ sao không chịu tìm phương cách siêng năng tu tập, làm cho thần chết không đến. Khi phóng dật ác chưa đến thì rất tốt đẹp, nhưng phóng dật giống như lửa dữ, tất cả chư thiên bị phóng dật sai khiến, lệ thuộc vào phóng dật, kẻ thù phóng dật đó theo đuổi không rời, vui chơi mãi trong vườn cảnh trên núi, làm những việc vô thường lại cho là thường. Tự nghĩ ta thường cùng các thiên nữ vui chơi thọ lạc, các thiên nữ này trẻ mãi không già, ta luôn gần gũi họ không rời xa, luôn bị cảnh giới dục lạc mê hoặc, nó có sức mạnh phá hoại. Thần chết đến, các thiên nữ ấy không ngăn cản được, không ai cứu được. Tâm suy nghĩ đó không cứu được, tâm không rời xa đó cũng không cứu được. Mọi sự suy xét đều trống rỗng, tất cả đều vô thường không bền chắc. Bị phóng dật phá hoại nên sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bị ngu si gây hại đi đến nơi khổ lớn. Chư thiên ấy từ vô thủy đến nay luân chuyển trong sanh tử,
luôn khổ đau nhưng vì mê hoặc nên chẳng biết. Thiên vương Mâu Tu Lâu Đà đã nói đúng pháp, đúng nghĩa. Những thiên tử có trí huệ nghe lời ấy như nước cam lồ trong sạch, không nhơ. Nhờ pháp ấy trừ bỏ phóng dật, chán ngán dục vọng, sau đó được chánh niệm. Thiên tử nói kệ với Thiên vương Mâu Tu Lâu Đà: lợi ích và chân thật tương ưng không sai khác, ngài nói những lời ấy chính là nhân lợi ích. Tâm điều phục tịch tỉnh sẽ được sự an lạc, từ vui đến chốn vui chắc chắn được diệu lạc. Những thiên tử điên đảo bị phóng dật hủy hoại, những kẻ ngu si này nhất định đọa địa ngục. Các thiên tử nghe xong sinh tâm chán lì. Các thiên tử lại hỏi thiên vương: tôi còn nghi ngờ những thiên tử trong điện này đã đi đâu. Biết tâm thiên tử đã điều phục, chán bỏ phóng dật, thiên vương thâu giữ thần thông, các thiên tử đều nhìn thấy nhau cùng vui vẻ. Thấy họ vui mừng, Thiên vương Mâu Tu Lâu Đà bảo: khi các ông không nhìn thấy nhau là do sức thần thông của ta làm chướng ngại. Bây giờ các ông đã thấy nhau thì chướng ngại không còn. Nhưng khi thần chết dũng mãnh đến thì các ông nơi trăm ngàn ức kiếp nữa vĩnh viễn xa nhau. Các ông bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không còn thấy nhau nữa. Vì vậy, các ông phải nhớ kỹ, đừng sống phóng dật, đừng sinh tâm tham đắm cảnh giới, hãy phòng hộ tâm ý. Nghe vậy, nhiều thiên tử sinh tâm nhàm chán, đắc quả Tu Đà Hoàng. Thấy vậy, thiên vương vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng: giờ đây, những việc cần làm, ta đã làm xong. Tự thấy thỏa mãn, rồi thiên vương rời cõi ấy trở về cõi Du Hí. Tự thấy thỏa mãn, rồi thiên vương rời cõi ấy trở về cõi Hy Hí. Những thiên tử cõi Vân Du Hành, người nào chứng được quả Tu Đà Hoàng thì không sống phóng dật nữa. Những người chưa được thì tâm khinh xuất vẫn sống phóng dật. Thích phóng dật, ham dục lạc phóng dật, cùng thiên nữ vui chơi thọ lạc trong sông suối, ao hồ, núi non, không sợ chết. Vui chơi đến khi nghiệp thiện hết, những việc nên làm lại không làm, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu còn nghiệp thiện khác được sinh trong cõi người, luôn an lạc, xinh đẹp, giàu có, được mọi người yêu mến, bản tánh vui vẻ, thuận hành chánh pháp, thích ca múa thọ lạc, thích đến chùa hoặc đến ao sen, sông suối, được vua, quan và những người giàu có kết bạn, được bà con, anh em yêu mến, tâm ngay thật, không nói dối, những người tốt thích kết giao, không mất oai nghi, đủ mọi công đức, thần đủ các căn. Người này được như vậy là nhờ dư báo. Ha ha ha,